Wow, chùm kín quá mà cái bông nó vàng khè luôn cả nhà. Wow, vàng đẹp không? Nó không có cái bông, nó không có đỏ nha, mà cái bông này nó là cái bông màu xanh. Cho nên mà mình chùm kín quá đó, nó đổi thành màu vàng luôn nè. Nó là màu vàng đẹp dễ sợ chưa? Giờ anh hay luôn ra anh mở cái cây chuối mà hồi mùa đông á, anh chùm lại á, coi nó còn sống không nha cả nhà. Nay lúa mở anh hai lúa ơi, hình như nó mọc cái lá lên hay gì, nó cơi lên kìa anh ơi. Để mở thử coi sao, thấy nó cơi lên nó xanh xanh vậy. Nay lúa bắt cái thang lên nè, rồi cái cây nó cao lắm nha cả nhà. Anh hai lúa đứng trên cái thang á mà nó còn chưa tới chưa bằng nửa cái chuối nữa, quá trời cao luôn á. Chùm nguyên mấy tháng trời luôn á, hồi mùa đông á. Giờ nó không biết là nó còn sống không nữa, giờ mở thử xem sao. Bên dưới này là mấy cái bông lily đang lên nè, đang nảy mầm lên quá chừng luôn nè. Bắt đầu tới mùa hè là nó lên nhiều lắm nha cả nhà. Là bông nó nở đẹp lắm á, nguyên cái đám chỗ này nè. Là toàn là bông lily đó. Bông lily rất là dễ trồng mà lại nó lại nở đẹp nữa. Cây phong Nhật bây giờ đang nảy mầm luôn rồi nè. Giờ mùa xuân này á, nhiều cây nó nảy mầm á. Chùm kỹ quá, giờ mở ra cũng lâu la nữa. Dưới này mấy cái vỏ sò, vỏ ốc vòi voi á, vỏ ốc vòi voi khủng á, để mà qua những cái ngày tháng trời mưa, nước mưa của chất axit á, nó có chất axit á, cho nên nó là cái vỏ nó trắng bóc luôn cả nhà. Không, vỏ trắng mà nó bự không? Vỏ trắng quá trời bự luôn. Vỏ trắng ơi trắng luôn nè. Nè, ốc vòi voi nè. Đây là ốc ngựa nè. Đó, cái ốc ngựa nó tròn, nó không có dài nha. Ốc ngựa nó tròn vậy đó. Còn cái ốc vòi voi á là cái ốc nó dài như vậy nè. Để lâu ngày ngoài này á, nó cũng mục. Ồ, nó ra cái gì á? Ồ, nó ra cái bông. Này luôn mới mở ra, nó đang ra cái bông cả nhà ơi. Mà nó kín quá, nó bị úng hay gì anh? Anh chùm kín quá hay sao? Giờ nó úng rồi. Ê anh làm lấy cái lê với trái của nó rồi. Wow, nó có bông chuối nha cả nhà. Ý rụng rồi. Trời, ổn không? Nó ra bông cả nhà ơi. Cái bông giờ nó ra được mấy buồng trái rồi mà chùm kỹ quá, chùm nguyên mùa đông. Chùm nguyên mùa đông giờ nó bị úng rồi. Ồ, cái đó nó ra lá cao luôn rồi kìa. Mà nó cũng bị úng luôn rồi kìa. Chùm kín quá. Nhưng mà nó không chết. Nó không chết là không sao nha cả nhà. Đó. Giờ lấy cái dao á, cắt mấy cái lá đó đi là ra cái đợt non khác rồi, ok. Đó, wow. Giờ anh lấy cái dao á, anh cắt hết mấy cái đợt đó, cái lá đó đi là ra cái đợt mới á. Là nó sống nha, nó không có chết. Vào ra được một cây, nó ra được cái bông. Cái bông mà giờ cái bông giờ đưa vô làm gỏi ăn được rồi á. Đưa vô làm bún bò ấy, bún bò, bún rồi, bún riêu à. Đưa vô làm bún riêu ăn được rồi nè cả nhà. Làm thảm coi. Ơi thảm. Nó vàng. Wow, chùm kín quá mà cái bông nó vàng khè luôn cả nhà. Wow, vàng đẹp không? Nó không có cái bông, nó không có đỏ nha, mà cái bông này nó là cái bông màu xanh. Cho nên mà mình chùm kín quá đó. Nó đổi thành màu vàng luôn nè. Nó là màu vàng đẹp dễ sợ chưa? Mình nhờ chùm như vậy á cho nên nó cái cây chuối nó mới ra được cái bông chuối cả nhà. Chứ còn không chùm như vậy á là mùa đông á là nó chết tới tận gốc rồi. Rồi cái mùa xuân năm nay nó mới lên lại á thì không bao giờ mà nó có bông được. Mà mình được cái bông này cũng ok rồi. Cũng vui rồi. Thế thảm không? Ở bên Mỹ này tìm được một bông chuối á cũng khó khăn á. Chảy nước mắt á.
hay lúa anh nói tìm được một bông chuối chảy nước mắt. Thôi, đầu năm mà mình có bông chuối mình ăn là cũng ok. Cái chuối thì mình chưa có được trái chuối chín của cái loại chuối này bao giờ hết á. Tại vì mùa đông á, cái thời gian mà để cho cây chuối nó thành cái trái lớn á rất là lâu. Mà thời tiết ở đây nó không cho phép cả nhà ơi. Cho nên là tìm được cái trái chuối để mà ăn chín cây ở bên Mỹ này á chắc là không bao giờ có quá. Bây giờ anh cắt mấy cái đọt mà nó bị thúi đi đó. Cái lá nó bị úng á tại mình trùng kín quá. Nhưng mà bây giờ cắt hết mấy cái đó đi á thì nó sẽ ra cái lá mới. Rất là đẹp luôn á. Wow. Nó có cây con không anh? Nó sẽ ra những cây con đó nha. Nhớ có cây con không vậy? Không. Chưa có hả? Chắc chưa lên đâu. Chắc phải đợi vài bữa nữa nó mới có cây con nó mới lên. Bây giờ này chắc chưa có đâu. Sớm quá. Thời tiết giờ còn đang lạnh mà. Giờ là cuối tháng 3 rồi cho nên thời tiết vẫn còn lạnh. Để đầu mùa xuân. Đầu mùa xuân. Nhưng mà nó vẫn còn lạnh nên nó chưa có ấm lắm. À có cây con nhưng mà nó bị úng hả? Bị úng à. À nó bị úng. Rồi không sao. Ồ, bên dưới nó còn sống mà anh, nó còn xanh mà. Ừ. Đó, nó không sao hết á. Cái bông này chắc phải đánh ra rồi. Ồ, cái bông nó đem cái nằm trong đó nó cớm quá. Cái đó chắc phải đánh ra. Còn một bụi đằng trước nhà nữa. Giờ đi ra bụi đằng trước nhà để kéo cái đó xuống nữa cả nhà ơi. Để đi ra coi cái bụi đằng trước nhà nó có bị sao không nha. Đây chỗ này còn một bụi đằng trước nữa nè. Cái hai cây đó là em lấy ra từ hôm bữa rồi anh. Hai cây nhỏ em lấy ra từ bữa rồi. Nó cũng bị úng á. Nhưng mà không sao hết, miễn sao nó không có chết tới tận gốc á là nó lên là ok rồi. Tại trời bắt đầu nắng ấm lên rồi. Mình trùm kính quá là nó bị úng á. Nhưng mà nó không chết là tốt rồi. Cây nó chết hả? Có gì nhiều khi nó không chết đâu anh. Nó nằm dưới. Chết. Nè. Chết thì nó chết tới gốc rồi. Dưới chết tới gốc rồi mai mốt nó lên lại à. Tại vì mình trùm kín quá. Đâu nó đâu chết đâu kìa. Chết chết tới gốc mà chết được. Nè, nhưng mà từ cái đọt này nó lên lá đó không sao hết á. Đúng rồi. Đó, nó lên lại. Nó không chết nhưng mà ý nói là nó không có sống như mấy cây kia. Đúng rồi, tại vì mình trùm kín quá đó. Trời dưới đó chắc củ chuối cho anh. Đó có củ kìa. Cái cụ này mà moi lên chắc ăn được á hả? Ăn được không anh? À. Chưa bao giờ ăn củ chuối. Coi gỡ ở trên cái đọt của mấy cây đó chắc cũng bị úng giống vậy quá. Cả nhà thấy cây dừa kiện của Thùy Dương đẹp không? Cái lá lên đẹp quá chừng luôn. Nằm sát bên cây chuối nè. Đó. Khi mà lấy cây chuối ra là trên đọt nó lá nó cái đầu của cái đọt rồi, lá đó nó hơi bị úng chút xíu thôi. Nhưng mà cái cây chuối nó không có bị sao hết, nó không có bị hư hết là ok rồi cả nhà. Đây Thùy Dương cho cả nhà xem cái trên cái đọt chuối nha. Khi mà chùm lại như vậy á thì bên trên nè, cái đọt nó bị lá nó bị úng chút nhưng mà cái lá non nó đang ra nè cả nhà. Đó, cái lá non nó đang ra. Thì cái cây này mùa đông á chùm lại như vậy nó không có chết. Nó không có chết tới tận gốc. Đây cũng vậy nè. Cái này thì cái lá nó bị úng nhưng mà nó sẽ ra cái đọt non, không có sao hết á cả nhà. Hai cây chuối non nó nằm dưới này nè. Hai cây chuối con á nằm dưới này nè. Nó cũng không có bị chết. Đó, trồng cây chuối ở Mỹ là thê thảm vậy cả nhà. Đó, nó đang ra cây con nè. Nó không sao hết á. Có nghĩa là tới mùa xuân là bắt đầu nó lên lại á. Là bắt đầu nó nảy cái lá mới á, là không sao hết á. Rồi thôi, Thùy Dương xin bye cả nhà nha, hẹn video kế tới nha cả nhà. Đó là Thùy Dương quay cho cả nhà xem cái cách ủ cái cây chuối của Thùy Dương qua mùa đông á. Chùm cái cây chuối của Thùy Dương qua mùa đông á là như vậy cả nhà, để cho nó không có chết á. Rồi Thùy Dương xin chào cả nhà, bye bye. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ nha, hôm nay trời nắng ấm nè.
Rồi xin chào, bye bye.